Sư cho con hỏi, một vị độc giác hay một vị A-la-hán có thể tu lên Phật toàn giác, chánh đẳng giác không? Nó giống như chúng ta đi qua sông vậy đó. Có người đó thì tự mình qua sông, có người đó thì phải đi nhờ cái đò, có người thì đóng hẳn cái đò để chở người khác qua sông. Nhưng nó đều có chung một đặc điểm là đã qua sông rồi thì không có ai quay lại nữa. Không có cái chuyện á, là mình đi nhờ đò người khác qua sông, rồi mình lại tìm cách mình lội ngược dòng để mình đóng một cái đò khác để mình chở người khác. Chuyện đó không thể có. Bởi vì đây là đặc tánh của chánh pháp, đặc tánh của Niết Bàn. Tức là khi anh đã tới rồi thì anh không có quay lui nữa. Cho nên mới có chuyện là một vị thánh đã thành thánh rồi là không bao giờ rơi xuống các khổ cảnh như là địa ngục, ngạ quỷ, súc sanh. Dù cho vị đó chỉ là thánh sơ quả. Và nếu như vị đó còn luân hồi thì vị đó chỉ có luân hồi đi lên chứ không bao giờ luân hồi đi xuống. Tức là đây là con đường một chiều, anh chỉ có đi lên và đi ra, anh giải thoát luôn, không có chuyện anh quay lại nữa. Chính bởi vì như vậy đó, không có bất kỳ một trường hợp nào một vị A-la-hán, một vị độc giác hoặc một vị chánh đẳng giác sau khi đã viên tịch rồi hoặc chưa viên tịch mà quay ngược trở lại, thì chuyện đó không bao giờ có. Trước khi mà qua sông á, thì còn có sự phân biệt là đây là người tự bơi qua sông, đây là người đi nhờ đò để qua sông, đây là người đóng đò để qua sông. Nhưng khi qua đến đò rồi, khi qua đến bờ sông rồi đó, thì toàn bộ không còn phân biệt nữa. Thì nó giống như quý vị học cấp 1 thì có khi mà ở cấp 1 á, chúng ta còn phân biệt đây là cái đứa ở trường chuyên nè, đây là cái đứa ở trường công lập nè, đây là cái đứa ở trường tư thục nè. Nhưng mà một khi đã thi đậu vào trường cấp 2 vào chung một lớp bằng cùng với điểm thi, vào vô chung được rồi, thì lúc đó cái chuyện là hồi xưa tụi nó ở cái trường tiểu học nào thì chỉ là nó ngồi nó chơi thôi, nó chơi với nhau thôi, chứ không có ai á mà nói ôi trời ơi, cái này học cái trường học cấp 1 trường chuyên giỏi quá ha, vậy thôi bây giờ tôi không có học cấp 2 nữa, tôi quay trở lại cấp 1 trường chuyên để tôi học rồi để tôi lên lại cấp 2 cho nó oai, thì không có chuyện đó. Không có ai mà đi lên cấp 2 rồi quay lại học cấp 1 hết trơn, cho dù là cấp 1 trường chuyên đi chăng nữa cũng không có. Chính bởi vì như vậy không hề có chuyện một vị A-la-hán lại tu lên toàn giác, hoặc là một vị độc giác tu lên toàn giác, hoặc một vị chánh đẳng giác quay ngược trở lại cõi đời để diễn lại cái chuyện là đản sanh rồi chứng đạo rồi niết bàn thêm một lần nữa, không bao giờ có chuyện đó.